Theo cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, nhà máy xe tăng Đức ở Ukraine có thể trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết, chính phủ Đức sẵn sàng đặt mua thêm 18 xe tăng Leopard 2 để thay thế những phiên bản đời cũ hơn đã viện trợ cho Ukraine, kèm khả năng mua thêm 105 chiếc xe tăng nữa với trị giá khoảng 2,9 tỷ euro. Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận, ngoài các xe tăng Leopard 1A5 và 2A4, đã có 18 xe tăng Leopard 2 loại A6 được quân đội Đức Bundeswehr chuyển đến Ukraine và có lẽ lô xe tăng mới sẽ được dùng để thay thế cho những chiếc xe tăng thuộc phiên bản này. Theo tờ báo Mỹ, Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Liên bang Đức Bundestag sẽ thông qua đơn đặt hàng ban đầu cho 18 xe tăng trị giá khoảng 525 triệu euro vào cuối tháng 5. Trước đó, Ủy ban Ngân sách của Bundestag hôm 10 tháng 5 cũng đã thông qua việc mua sắm 50 xe chiến đấu bộ binh Puma. Bài viết lưu ý, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận chính phủ đàm phán mua 18 xe tăng Leopard để thay thế những chiếc đã được gửi đến Ukraine. Hãng tin cho biết thêm, các chi tiết của đơn đặt hàng chưa được công bố vì các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, tờ Handelsblatt cũng dẫn nguồn tin riêng cho biết về việc tập đoàn chế tạo vũ khí hàng đầu của Đức là Rheinmetall sẽ thành lập một liên doanh với công ty nhà nước Ukroboronprom của Ukraine và xây dựng các nhà máy ở nước này để sửa chữa và sản xuất xe tăng của Đức. Rheinmetall sẽ sửa chữa và sản xuất xe tăng ở Ukraine. Công ty đã thành lập liên doanh với Ukroboronprom cho mục đích này. Các đối tác đang xem xét khả năng xây dựng nhà máy mới, ấn phẩm đưa tin, trích dẫn các nguồn tin riêng. Vào ngày 9 tháng 5, tờ The Well cũng đưa tin về việc công ty quốc phòng Đức Rheinmetall dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận với các công ty nhà nước Ukraine về việc sản xuất chung xe tăng, đạn pháo cho xe tăng và các hệ thống phòng không Đức ở Ukraine trong vài tuần tới. Theo báo Rheinpost của Đức cho biết, vào hồi tháng 3 năm nay, Tổng Giám đốc điều hành hãng Rheinmetall là ông Armin Papperger đã tiết lộ về việc công ty đang đàm phán xây dựng nhà máy sản xuất xe tăng Leopard ở Ukraine, với số vốn đầu tư khoảng 200 triệu euro tương đương 218 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt là nhà máy này có thể sản xuất cả xe tăng thế hệ mới nhất là cây F-51 Panther được phát triển trên nền tảng dựa trên xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, mới được công ty ra mắt hồi tháng 6 năm 2022 với công suất tới 400 chiếc Panther mỗi năm. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga đã lên tiếng cảnh báo đối với chính quyền Berlin, đặc biệt là tới doanh nghiệp có trụ sở tại Düsseldorf, Đức, vốn đã có tới 33 nhà máy trên toàn thế giới, nhưng vẫn có tham vọng xây thêm một nhà máy ở Ukraine. Theo ông, giới chức Berlin cần phải biết rằng, nếu nhà máy sản xuất xe tăng Đức ở Ukraine sản xuất những loại vũ khí chống lại Nga thì chắc chắn nó sẽ trở thành một mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow, bằng tên lửa hành trình Kalibr cùng các loại khác. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.